Anh Sang ơi, bây giờ em đang cảm nhận cái không khí Tết nó đến quá gần rồi, nó ở xung quanh mình luôn rồi anh Khang à. Đúng rồi, anh có thể hít hà được cái mùi không khí Tết nó ở xung quanh trong khán phòng này luôn em mà. Thoải mái dễ sợ. Tuyệt vời, dễ sợ. Anh ơi, vậy bây giờ anh em mình thử tổng kết trong cái năm vừa rồi xem. Năm 2020 đối với em á nha, cũng là một năm gọi là khá ổn, nhưng mà cũng chưa có suôn sẻ lắm. À, có nhiều biến động đúng không em? Dạ, em có nhiều dự tính, dự định lắm. Vâng. Rồi em lên kế hoạch các kiểu, rồi tới lúc em định làm cái là nó hết năm rồi. À, có nghĩa là 9 tháng kia mình ngủ đông, xong tới 3 tháng còn lại mình dự định bắt tay vô cái Tết đến tới nơi đúng không em? Dạ. Anh cũng y chang em, không có khác anh cũng gì vậy em. Vâng. Cho nên là anh thiết nghĩ là với cái thềm năm mới này, hai anh em mình sẽ phải làm sao gửi những cái lời chúc may mắn. Quý vị cũng thấy đâu có ngẫu nhiên mà hai đứa chọn một cái, một bên đỏ rực, một bên đỏ đô về để gửi đến quý vị đúng không ạ? Bây giờ anh đang nghĩ là năm sau là năm Tân Sửu đúng không? Bây giờ mình làm một bài thơ chúc mọi người nha. Dạ. À, kính chúc khán giả năm Tân Sửu có một tình yêu thật vĩnh cửu, tinh thần phấn chấn không ủ rũ, cuối tháng lãnh lương tiền đầy tủ. Chúc mừng, chúc mừng năm mới. Được, hai anh em mình được không? Dạ. Và thưa quý vị, nhân cái thềm năm mới này á, thì lại có một người nhạc sĩ rất là đặc biệt. Đó là, thật ra cứ Tết là anh cảm thấy anh rất là tâm trạng. Anh không như... Có nghĩa là người ta vui mà anh cứ tới Tết là anh tâm trạng. Anh tâm trạng, anh lấy xe đạp, anh đạp vòng vòng quanh khu phố của anh. Mà ngộ lắm nha em, anh đạp cái thời điểm ở quanh khu vực Tết này nha, mà anh lại có nhiều ý tưởng lắm á. Ôi biết đâu được anh. Khi mà mình đạp xe vậy đó, mình sẽ cảm nhận được từng chút cái gọi là cái không khí trong lành. Đúng rồi. Đó, rồi từ đó cái mình có một cảm xúc, mình sẽ dễ viết nhạc hơn thì sao? Đúng rồi. Bằng chứng là không? Bằng chứng là ông có nhiều ca khúc viết về Tết đúng không? Nhiều, mấy bài như là Xuân Quê Tôi. Đúng rồi. Tết Phát Tài nè. Đúng rồi, rất nhiều ca rất khúc. Rất nhiều nữa. Bởi vậy thiết nghĩ là bây giờ trong cái không khí tươi vui này, chúng ta thấy ban nhạc cũng mặc đồ đỏ rừng rừng như vậy, mình nên dành cho quý vị khán giả một món quà xuân đi. Vậy thì em nghĩ đó sẽ là một bài hát về Tết. Đúng, mà bây giờ là Tết là ai cũng có quê đúng không? Bây giờ mình dẫn quý vị đến với không khí Tết của quý vị với cái tên gọi của ca khúc, đó là Tết Quê Mình.